Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt camera của mình. Thì à, hôm nay mình làm cái video mà các bạn cho các bạn biết một số thông tin mà những người à, lúc trước các bạn đã đăng ký KC mà rất là lâu rồi mà không được duyệt đó các bạn. Thì hôm nay chúng ta xem là Nicolas trả lời như thế nào nha. Đây. Có một bạn tên là 12581 EMM nè các bạn hỏi như thế này là người tiên phong trong 3 năm bi người tiên phong về bi 2 năm với các nút triển khai và là người tham gia thử nghiệm KIC tôi thật sự thất vọng vì đơn đăng ký KIC của chúng tôi đã không được xem xét trong một thời gian dài và chúng tôi không cảm thấy như vậy bạn thật sự coi trọng những người tiên phong này à, tức là bức xúc các bạn tức là được thử nghiệm KIC mừng quá lúc mà được mà chọn KIC thử nghiệm thì mừng quá chừng nhưng mà KIC xong không được diệt luôn để trong khoảng thời gian rất là lâu ha à, thì chúng ta hãy xem là à, Nicolas trả lời như thế nào và ăn ủi như thế nào nha Nicolas trả lời cho bạn đó rằng là gì tôi hiểu rồi Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để thuật toán xử lý mọi người một cách an toàn. Trong vài ngày tới, chúng tôi dự kiến sẽ triển khai một giải pháp trung gian cho những người đã đăng ký KIC và chưa được chấp thuận trong một thời gian dài. Giải pháp này ít nhất sẽ cung cấp cho họ lựa chọn gửi lại và có thể tận dụng giao diện người dùng mới hơn đang hướng dẫn mọi người gửi đăng gửi đơn đăng ký theo thời gian thực sẽ dễ dàng được phê duyệt ví dụ nếu dữ liệu ID của họ không hiển thị nó sẽ yêu cầu họ tải lại tải lên lại một anh mới đó Nicolas trả lời như vậy đó các bạn tiếp theo nha một số thông tin nữa có một bạn hỏi là Độ chính xác xác thực của tôi ở Hoa Kỳ Đi xuống cho Một không xác thực thẻ ủy quyền việc làm như một ID quốc gia Hai từ chối ID được tải lên sai so với được tuyên Được tuyên bố là Số 3 từ chối hình ảnh bị mờ hoàn toàn để được so sánh với cùng một người Số 4 từ chối video trực tiếp của một người Không nhìn thấy trong video được quay Trong phòng tối tuyệt đối. 5. đã nhận đúng tài liệu về đúng quốc gia mà tôi không thuộc về, nó đã được gửi cho tôi và là tài liệu chính xác nên tôi đã xác nhận. Tức là cái những cái này là toàn là trả lời ngày 29 tháng 6 các bạn nha. Ngày hôm qua đó kính gửi trưởng nhóm cốt lõi Nicolas kính gửi trưởng nhóm cốt lõi vui lòng khắc phục sự cố tìm nạp dữ liệu để xác thực. Nó là một lỗi khác thưa ông Moss bởi vì từ sáng nay tôi chưa có người tiên phong xác nhận. Nicolas trả lời là nhóm đang xem xét và Nicolas trả lời tiếp tục là ghi chú. Đó. Tiếp theo nè. Chúng tôi đang triển khai một thứ gì đó trong những ngày tới cho phép họ gửi lại nếu họ muốn, trong khi chúng tôi vẫn đang cải thiện các thuật toán cho họ. Đó, cho nên là những người nào mà các bạn đang vướng cái việc mà cai xe lâu ngày không xét duyệt thì các bạn cứ đợi nha. Chắc chắn sẽ sẽ được giải quyết thôi. Bởi vì à, Nicolas đã trả lời rồi nên là các bạn yên tâm nha rồi thì à, à, mình nghĩ là thông tin này cần thiết cho các bạn bởi vì trên kênh youtube các bạn à, mình thấy các bạn hỏi rất là nhiều sao là không được duyệt lâu rồi không được duyệt thì hôm nay là mình nghĩ thông tin này rất là cần thiết cho các bạn nha rồi thì à, nếu các bạn có câu hỏi gì có thể bình luận dưới video để mình giải đáp các bạn nha và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh youtube của mình sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ ở bất kỳ video nào và hôm nay ngày 30 tháng 7 tháng 6 rồi các bạn ha à, thì khoảng là đến ngày 1 tháng 7 á, thì bắt đầu nó sẽ giảm tốc độ nữa cho nên là các bạn hãy đăng ký đào bi đi các bạn. Bởi vì bi Mainnet cũng đã trở về ví rồi, đã trả về ví rồi ha. Cho nên là 14 ngày sau được sử dụng rồi. Bây giờ các bạn không đào nữa thì các bạn để lâu quá. Không không đăng ký đào thì để lâu quá nó sẽ giảm tốc độ rất là lớn và lúc này các bạn rất khó kiếm bi nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Và hẹn các bạn lại video sau. Xin chào và tạm biệt.